cơ sở Châu Kiển Sóc Trăng chào tất cả các bạn nha. Thì buổi sáng hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021 thì hôm nay cơ sở có khách từ xa tới, thì gồm hai vị khách, một vị khách ở Cà Mau, một vị khách ở Đồng Tháp. Thì hai khách hàng này đã đặt khuôn của cơ sở, thì khách hàng đã đặt khuôn từ trước, thì hôm nay chung hẹn khách hàng xuống đây để hướng dẫn và bàn giao cái kỹ thuật làm chậu để khách hàng thấy tận mắt để về làm cho nó ok hơn. Thì khách dán cái quay dân chữ ớt chạy dắt dầm tròn của chậu, cái phần trên và cái phần đầu xương cái ha. Ở đầu xương cái thôi, khoảng 10 phút 20 phút sau nó chết á. Giống như anh đây giờ mà nó vậy đó. Bánh hình vậy đó. Làm ra một ngày là nó tích nguyên của vật luôn á. Còn làm đang qua đây là cái bộ khuôn 1 mét chữ khúc phục thọ qua gian cuốn tươi đá nha bạn. Thì đó để lên xe để tiến hành khách hàng về khách hàng làm. Thì khách hàng ở Đồng Tháp thì đã học được cái kỹ thuật quay và đang chuẩn bị tiến hành lên xe chở về nhà nha các bạn. Rồi, cảm ơn nhiều. 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 Rồi, cảm ơn
cửa. Ờ, bảo vệ gì vậy?